Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Norwich với Huddersfield Town 1 giờ 45 phút ngày 17 tháng 8 năm 2022, vòng 4 hạng nhất Anh. Ở hai mùa giải gần nhất chơi bóng tại Championship, Norwich đều giành ngôi quán quân. Tuy nhiên trong lần trở lại này, Norwich đang có sự khởi đầu phải nói là thảm họa. Sau 3 vòng đấu, Norwich chẳng những vẫn chưa được nếm mùi chiến thắng mà còn phải chấp nhận đứng bét bảng với chỉ duy nhất một điểm. Nếu tính thêm cả thắng lợi trên loạt đấu súng trước Birmingham trong khuôn khổ vòng 1 EFL Cup, Norwich đã toàn thua kèo châu Á cả 4 trận ở mùa giải năm nay. Tính rộng ra, đoàn quân của huấn luyện viên Dean Smith đã thua kèo châu Á 6 trận liên tiếp. Bên phía đối diện, 3 điểm giành được sau 3 vòng đấu rõ ràng là thành tích đáng thất vọng đối với đội bóng vừa cán đích ở vị trí thứ 3 mùa trước và lọt tới trận chung kết play-off như Huddersfield Town. Đó là chưa kể, Huddersfield Town còn bị loại ngay từ vòng 1 EFL Cup sau khi thảm bại 1-4 trước Preston North End ngay trên sân nhà. Tuy nhiên trong thời điểm u tối này, thầy trò huấn luyện viên Danny Schofield lại tìm thấy chút ánh sáng nhờ thắng lợi tưng bừng với tỷ số 3-1 trước Stoke City vào cuối tuần vừa qua. Khi mà áp lực đã phần nào được giải tỏa, Huddersfield Town hoàn toàn có quyền nghĩ về một kết quả khả quan ở chuyến làm khách của Norwich. Ở 3 lần đụng độ gần nhất, Norwich đã toàn thắng Huddersfield Town mà không phải nhận bàn thua nào, trong đó gồm 2 trận thắng có tỷ số cách biệt trên 1 bàn. Tuy nhiên với phong độ hiện tại, giành trận 3 điểm ở lần gặp gỡ tới đây cũng đã là nhiệm vụ không dễ dàng dành cho Norwich, chứ chưa nói tới chuyện thắng đậm Huddersfield Town. Nên nhớ, Norwich đã trải qua 6 trận liên tiếp không thể khuất phục đối thủ trong 90 phút. Và điều đáng báo động là Chim Hoàng Yến đã chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng trong cơn khô hạn chiến thắng nói trên. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà kèm với sự vượt trội của thành tích đối đầu, với kèo châu Á Norwich chấp 0.75, anh em nên cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Norwich chấp 0.75 phần tham. Trong cả mùa giải trước, Huddersfield Town đã để thua 6 trận sân khách ở giải hạng nhất, đồng thời số điểm giành được từ những cuộc viễn chinh của họ chỉ kém mỗi Fulham và Bournemouth. Dù chưa thể tìm lại phong độ ở mùa giải năm ngoái, thế nhưng Huddersfield Town với sự tự tin có được nhờ trận thắng Blackpool hoàn toàn đủ khả năng giành điểm trước một Norwich đang đầy rẫy những vấn đề. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, ở kèo châu Âu anh em nên cân nhắc Norwich. Chốt kèo châu Âu, Norwich thắng. Ở 3 trận tại giải hạng nhất mùa này, Norwich đều bị đối thủ vượt lên dẫn trước và chỉ có đúng một lần lội ngược dòng thành công để kiếm được một trận hòa. Trong cuộc đọ sức Birmingham tại EFL Cup, đoàn quân của huấn luyện viên Dean Smith dù dẫn trước tới 2-0 nhưng lại không thể bảo toàn thành quả và để đối thủ kéo vào loạt đấu súng cân não. Có thể thấy, Norwich đang khổ sở vì sự hớ hênh của hàng phòng ngự. Đây cũng là tình trạng tương tự của Huddersfield Town khi họ chưa từng giữ sạch lưới ở mùa giải năm nay với tổng cộng 8 bàn thua phải nhận sau 4 trận đấu. Với việc cả hai đội đều tỏ ra thiếu chắc chắn, nhà đầu tư hoàn toàn có quyền trông đợi về một trận cầu phóng khoáng. 7 trên 8 cuộc chạm trán gần nhất giữa Norwich và Huddersfield Town ở những giải đấu chính thức đã khép lại với tối thiểu 3 lần lưới rung. Với kèo tài xỉu 2.25, anh em nên cân nhắc cửa tài. Trước kèo tài xỉu 2.25 chọn tài full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, Norwich chấp 0.75 full time. Kèo châu Âu, Norwich thắng. Kèo tài xỉu 2.25 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số Norwich 3 Huddersfield Town 1. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.